Đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái con rồng bằng giấy như thế này nha. Về để làm một con rồng bằng giấy như thế này thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó chính là những cái tờ giấy màu. Đấy, như thế này. Thì cái màu sắc mà các bạn yêu thích nha. Đấy. Và tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó chính là một cây kéo nha. Đấy, như thế này. Và với các bước rất là đơn giản thì các bạn chỉ cần theo dõi và cùng làm theo với mình thôi thì nó khá là đơn giản nha các bạn. Ok, về mình sẽ sử dụng cái tờ giấy màu đỏ này để mình làm con rồng nha. Và mình sẽ bỏ cái tờ giấy này qua một bên. Ok, và đầu tiên thì các bạn sẽ gấp cái phần giấy này thành một cái hình tam giác cho mình. Bạn sẽ gấp cái phần giấy này thành một hình tam giác cho mình nha. Đấy. Thì các bạn sẽ gấp cái phần giấy này thành một hình tam giác. Và các bạn chú ý nè, là cái đường ngay đây này. Đấy, cái đường ngay đây nó sẽ trùng với lại cái đường bên này. Đấy. Mình sẽ gấp vào cho mình nha. Đấy. Về sau đó thì các bạn sẽ miết cái phần này lại cho mình. Đấy. Mình sẽ miết cái phần này lại nha. Đấy. Thì các bạn sẽ miết cái phần giấy lại như thế này. Và sau đó thì các bạn sẽ dùng kéo á, cắt từ cái phần này, cắt que. Thì sau khi mình cắt bỏ thì nó sẽ được một cái tờ giấy hình vuông nha. Đấy, thì mình sẽ dùng một cái kéo nè. Đấy, thì mình sẽ cắt bỏ cái phần này. Đây. Và sau khi mình cắt bỏ cái phần giấy này thì mình sẽ mở phần giấy này ra. Đó. Thì chúng ta sẽ có được một tờ giấy hình vuông như thế này nha các bạn. Đây. Như thế này. Thì bước tiếp theo các bạn sẽ gấp đôi cái phần giấy này lại cho mình xem cho cái đường đây nè. Cái đường này nó sẽ trùng với lại cái đường ở dưới này. Đấy, các bạn sẽ gấp lại cho mình nha. Đấy, các bạn sẽ gấp lại như thế này cho mình. Về sau đó thì các bạn sẽ miết cái phần này. Đấy, bạn sẽ miết cái phần này cho nó thẳng ra cho mình nha. Đấy, các bạn sẽ miết cái phần này cho nó thẳng ra. Đây, như thế này. Và các bạn sẽ miết cái phần này cho nó thật là kỹ giúp mình nha. Đấy, như thế này nha các bạn. Thì tiếp theo các bạn cũng sẽ mở cái phần giấy này ra cho mình. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ gấp đôi cái phần giấy này lại, xem cho cái đường ở trên này nè. Đấy, nó sẽ trùng với lại cái đường ở dưới này. Đây thì các bạn sẽ gấp lại như này cho mình. Các bạn sẽ miết cái phần này lại cho mình nha.
Đây, các bạn sẽ mute cái phần này lại cho mình. Về dưới này cũng vậy nha, các bạn